Mẹ quá nhỉ. Mẹ. Oh.
hay nhỉ. Hạt còn. Còn ôi, to thế nhỉ. Không biết có còn không nhỉ. Hai con. To. Ô, chỉ có một con to thế. To thế. Chạy đâu mà được. To thế. Không biết có còn không nhỉ. Được ít quá nhỉ. Tìm xem. To thế à? Còn mỗi một con thôi. Bắt luôn. Chết luôn. Bắt cả chết luôn. Cả gì mà to thế nhỉ.
Xong may nữa mà làm cái sân này là mình phải hút nó xuống cao độ khoảng là 40 phân. Ừ. Để từ độ âm xuống. Ờ, để nó âm xuống là 40 phân sân này, nước nó ở trên gương xuống nó không bắn lên tường ấy. Nhưng mà sắp tới nó có vườn hoa đây. Nó có cái vườn hoa ở đây nhưng mà nước kiểu mà sau này gió như kiểu gió có gió cao ấy, nó cũng hất vào đấy đấy. Cái mặt sân thì chắc chắn là sẽ em sẽ cho làm xuống âm xuống âm xuống với lớp phân kiểu anh nói. Còn phần nào thôi bên này rất là trên này nó lở xuống chứ nhỉ. Sắp tới như lớp lại lên mà. Chào anh nhé. Anh em làm vẫn ok hết chứ? Ok mà. Đây là gì? Vẫn cứ để vừa đảm bảo sức khỏe vừa nhanh tiến độ công trình là ok. Cái này, cái đường ống này liệu nó có bằng quá? Thật đấy. Bán có cốt hết.
bên đấy nó phải có độ dốc, nhưng mà nó có độ dồn trên này xuống độ ngắn trên đây, nhưng mà đến nó bằng quá thì là tí làm sao để cái ống trên đấy nó có độ dốc mạnh mạnh này. Cái bài thiết kế là chỉ cái này chẳng còn mấy hôm nữa. Tức là bây giờ mình sẽ có cái phần thô này. Mình ở đây là thế là được rồi, nó không phải quá thô phì. Em ba đây. Mất công luôn. Không phải. Không phải là theo cái tên. Không phải là không theo cái tên. Cái tên này. Là một cái này. Nó không phải là cái kia, nó không phải cái kia. Sống đây. Nó có từng loại gạch. Nó không phải luôn. À, cái kia đi, cái màu, cái này, cái này có màu. Phải cái theo cái hoa này. Nếu mà quá mà cháu ạ. Ông bị hãy đi đây, ông đi đây, ông đi đây. Gọi là mất công để mình tu sửa chính. Trải nghiệm. Đấy. Lượng, cái này phải lượng ý lắm. Được lắm cháu ạ. Cái gạch kia nó không ai gạch đâu. Gạch này là gạch Việt Nam. Nếu mà gạch xuất khẩu này của nó hơn 300 một mét thì đặt cái nào cũng được. Kín nhưng mà bên dưới nó phải có xi, nó phải còn có thì nó bên dưới nó không giống được. Nó phải có xi tinh. Có xi tinh đấy. Ok nhá, bảo anh em làm. Các đi luôn đi. Giờ cái này là tìm được cách là bên dưới là
em làm thêm bác bún này. Ăn muốn gì đấy? Cho mình tổ hợp đi. Ở nhà lấy bún đi cho ăn sáng này. Hôm qua một ngày không đi rồi, giờ đi cũng có gặp không. Hôm nay em làm ấy. Cứ chứ làm gì mà một phát nó ăn được. Không tiện hỏi người khác thì mình lại hỏi ông ấy có gì đâu. Đây nhá. Anh đi thăm người yêu tí. Rồi nhá.
Hả? Làm cái gì đây? Làm cái gì đấy? Anh mua đồ ăn sáng cho em này. Cái gì đấy? Ủa, làm thế chị anh ăn luôn. Anh mua đồ ăn sáng cho em này. Thế chị anh ăn ơi, anh lấy bát đổ cho em ăn nhé. Đây thôi, lấy bát đổ ra cho em nhé em ơi. Alo. Hả? Hả? Đó, có làm gì đâu. Để đi vào trong. Mấy hôm nữa. Hỏi xem có không thôi mà. Có nhiều lắm rồi à? Thế nhá, em đang bận nhá. Ui, nóng lắm em ạ. Còn nóng lắm. Đây em ơi, ăn sáng. Em nướng cá mà không chờ anh về ăn, em một mình khác ăn ngon không? Hả? Đây em ơi. Đây cả lúa đây. Mời em. Em ăn cá. Đấy. Ăn đi. Em ơi. Để chia anh ăn cá đi. Là cá ngon này. Nó kiệt sĩ thế. À, chia cái gì đây? Trời ơi, ăn tiếp đi. Ăn đỡ đói, gầy lắm rồi, đi làm suốt thế này gầy lắm rồi. Ôi, mất công người ta lấy ra tận đây cho rồi, ăn đi. Cho chó ăn đấy. Anh mang vào đây cho em mà lại cho chó. Đấy, ôi cái gì bỏ qua cho anh đi mà. Đấy. Khó hiểu thế nhỉ. Mở lời nói chuyện với anh đi. Anh để đây nhá. Đây nhé. À, về đây. Đây. Về đây đi. Đây. Xuống.
ăn cơm không? Ăn cơm không? Ăn cơm không? Nào. Con chó này nhiều lông quá, lông dày quá nhỉ em này. Em ơi. Theo anh ra công trường đi. Thì em có đi đâu? Em này. Mọi người lại gọi anh đi rồi, bây giờ là em đi theo anh đi nhỉ? Đi ra ngoài công trường xem họ làm việc. Em không có thời gian đâu. Không có thời gian? Ừ. Bây giờ họ lại gọi anh đi rồi. Anh cứ đi. Em còn chưa nấu cắm lợn. Đi đi theo anh xong rồi lát nữa anh đưa em về cho cùng nhau nấu cắm lợn. Ừ. Anh bận anh cứ đi. Em không đi. Rồi lại cứ bận anh đi. Là anh không đi đây, ở đây với em nhỉ? Để anh ở đây với em nhé. Đây. Không, em không cần đâu, anh cứ đi. Em không cần anh ở với em đâu. Thế anh đi, mai anh lại quay lại nhé. Thế đừng giận anh nữa nhé. Bận cái gì? Nhưng mà đừng giận anh nữa, mai anh lại quay lại. Quay lại làm cái gì? Có chuyện gì cứ từ từ nói, sao cứ vung tay như thế đi đập vào mặt người ta hay sao? Đây. Anh thật sự là anh rất yêu em mà. Đừng làm thế. Đi luôn bây giờ. Rồi, ok. Rồi, thế nhá. Được nhá, em nhá. Anh đi nhá. Vâng, anh có vậy thì anh cứ đi đi. Ừ, đi, có cái gì chứ. Có gì cứ đi. Anh đi nhá.
Nhìn này. Đi thật đấy. Thật đấy. Rồi anh đi nhé. Em đi nhé. Đi. Đây làm cái gì? Rồi để ngày mai anh lại về tiếp. Ngày mai không về nữa nhá. Mai em không ở nhà đâu.